Hi guys, welcome back to lehahai.com. Our lesson today is lesson 2A reading. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh lehahai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là bài học 2A đọc. Trong bài học này thì cô và các em sẽ cùng nhau học về 4 kỹ năng và các từ vựng về thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến kỹ năng đầu tiên đó là reading, đọc. Activity 1. Michael and Ben are friends. What is a typical school day of theirs? Listen and read to find out. Yêu cầu hoạt động số 1. Michael và Ben là những người bạn. Một ngày đặc biệt ở trường của họ thì như thế nào? Nghe và đọc để tìm ra đáp án. Thì đó là yêu cầu hoạt động số 1. Vậy thì, để có thể biết được rằng một ngày đặc biệt của Michael và Ben như thế nào, chúng ta sẽ cùng quay lại đoạn văn ở phía trên. Sau đó là chúng ta cùng nhau lắng nghe và đọc để tìm ra đáp án câu trả lời cho câu hỏi trên. Thì bây giờ cô và Kem sẽ cùng nhau lắng nghe. 2A Exercise 1 Page 38 School days in the UK. Michael gets up at 7:30 a.m. and has his breakfast. His best friend Ben lives next door, so they walk to school together. They are in the same class at Greenwood Primary School. There are 30 students in their class. All students wear a school uniform. The students have registration at 8:45 a.m. and lessons start at 9 a.m. There is a short break at 10:30 a.m. and a lunch break at 12:30 p.m. Michael brings a packed lunch from home, but Ben buys a hot school dinner from the canteen. In the afternoon, there are lessons again from 1:15 p.m. to 3:40 p.m. When school finishes, Michael and Ben have football practice because they play for the school team. At 4:30 p.m., Michael and Ben walk back home. Michael takes a shower and does his homework. He has dinner at 7 p.m. with his family. Then he chats online. He goes to bed at 9:30 p.m. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn. School days in the UK. Những ngày học ở trường ở nước Anh. Michael thì thức dậy vào lúc 7:30 sáng và có bữa ăn sáng. Người bạn thân nhất của cậu ấy là Ben thì sống ở nhà bên cạnh. Vì vậy họ đi bộ đến trường cùng nhau. Họ thì học cùng lớp ở trường tiểu học Greenwood. Có 30 học sinh ở trong lớp của họ. Tất cả học sinh thì đều mặc đồng phục. Cô có từ uniform, đồng phục. Học sinh thì điểm danh vào lúc 8:45 và bắt đầu học vào lúc 9:00 sáng. Có thời gian nghỉ giải lao vào lúc 10:30 sáng và bữa ăn trưa vào lúc 12:30. Michael thì mang theo hộp thức ăn trưa từ nhà, nhưng mà Ben thì mua một bữa ăn nóng hổi từ canteen của trường. Vào buổi chiều, bài học sẽ tiếp tục bắt đầu từ 1:15 chiều cho đến 3:40 chiều. Khi mà tan học, Michael và Ben thì có buổi luyện tập thực hành đá bóng. Bởi vì họ chơi cho câu lạc bộ của trường. Vào lúc 4:30 chiều, Michael và Ben đi bộ trở về nhà. Michael tắm rửa và làm bài tập của cậu ấy. Cậu ấy có bữa tối vào lúc 7:00 tối với gia đình của cậu ấy. Sau đó là cậu ấy sẽ trò chuyện trực tuyến và cậu ấy đi ngủ vào lúc 9:30 tối. Thì đó là nội dung của đoạn văn. Từ nội dung của đoạn văn thì chúng ta có thể thấy rằng một ngày học điển hình của Michael và Ben là sẽ bao gồm đầu tiên là điểm danh, tiếp theo là bắt đầu bài học, và tiếp theo đó là nghỉ giải lao ngắn và có bữa trưa. Sau đó là họ sẽ tiếp tục học vào lúc 1:15 đến 3:40
và sau đó là họ sẽ kết thúc giờ học. Vậy thì đối với hoạt động số 1, cô sẽ trả lời như sau. Task 1. Michael and Ben's typical school day include. Having registration. Starting lesson. Having a short break. Having the lunch break. Having lessons again. Finish school. Một ngày đặc biệt ở trường của Michael và Ben sẽ bao gồm điểm danh, bắt đầu bài học, có giờ giải lao, ăn trưa, bắt đầu bài học và tan học. Đó là câu trả lời của cô trong hoạt động số 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Trước khi đến với nội dung tiếp theo thì cô có một phần lưu ý như sau. Note: School dinner or hot meal school make. We call them dinner, though people eat them at lunch time. Lưu ý, bữa ăn tối ở trường là cái bữa ăn được trường làm ra nóng hổi. Chúng ta gọi nó là bữa ăn tối, mặc dù là mọi người ăn chúng vào khoảng thời gian trưa. Thì đó là ý nghĩa của từ school dinner ở trong bài học của chúng ta. Đây. Bây giờ thì cô và Kem sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ di chuyển đến activity 2. Read the text and decide if the sentences are alright, W wrong or DS doesn't say. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy đọc đoạn văn và quyết định nếu những câu sau là đúng, các em ghi chữ R, sai các em ghi chữ W hoặc không đề cập đến các em ghi chữ DS. Thì bên dưới đây cô có 5 câu như sau. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu, sau đó là quay lại đoạn văn để có thể hoàn thành hoạt động số 2 này. Cô có câu đầu tiên. 1. Michael and Ben walk to school together. Câu số 1. Michael và Ben thì đi bộ đến trường cùng nhau. Đối với câu này thì các em hãy quay lại đoạn văn đầu tiên trong bài đọc. Trong đoạn văn đầu tiên của bài đọc thì chúng ta có thể thấy rằng đề bài nói họ thì đi bộ đến trường cùng nhau. Cho nên câu số 1 cô lựa chọn đáp án là right, chính xác. Tiếp theo, 2. There are 3 breaks in the school day. Có nghĩa là có 3 giờ nghỉ giải lao trong một ngày ở trường. Câu này thì các bạn nhìn cho cô trong đoạn văn số 2. Đề bài có nói rằng There are short breaks at 10:30 a.m. Có 1 giờ nghỉ giải lao ngắn vào lúc 10:30. Cho nên là chỉ có 1 thôi chứ không có nhiều. Cho nên câu số 2, cô lựa chọn đáp án là wrong, sai. Tiếp theo, 3. Ben likes the food from the canteen. Ben thì thích thức ăn ở canteen. Thì Kem hãy nhìn cho cô trong đoạn văn số 2. Đề bài có nói rằng Michael thì mang hộp thức ăn được đóng gói từ nhà, nhưng mà Ben thì mua đồ ăn nóng hổi từ canteen của trường. Và không đề cập đến rằng Ben thì thích ăn đồ ăn ở trường. Cho nên câu số 3 cô lựa chọn đáp án là DS doesn't say. 4. Michael and Ben aren't good at football. Câu số 4, Michael và Ben thì không giỏi về bóng đá.
Tiếp theo, câu số 4. For Michael and Ben aren't good at football. Câu số 4, Michael và Ben thì không giỏi đá banh. Các bạn nhìn cho cô trong đoạn văn số 3. Đề bài có nói rằng Michael và Ben thì có một bài tập thực hành đá bóng bởi vì họ chơi cho đội bóng của trường. Có nghĩa rằng họ rất là giỏi. Cho nên câu số 4 cô lựa chọn đáp án là wrong, sai, mà họ rất là giỏi đá banh. Tiếp theo câu cuối cùng, five, Michael has a big family. Michael thì có một đại gia đình. Chúng ta hãy nhìn trong đoạn văn cuối cùng thì có một câu là nhắc đến gia đình, đó là cậu ấy sẽ ăn tối vào lúc 7 giờ với gia đình của cậu ấy. Và những câu còn lại đều không nói gì về gia đình và cũng không nói là gia đình của cậu ấy là một gia đình lớn. Cho nên câu số 5, cô lựa chọn đáp án là DS doesn't say. Thì đây là nội dung 5 câu trả lời của cô. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành xong. Và trước khi di chuyển đến kỹ năng tiếp theo thì cô có những từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài đọc như sau. Cô có từ đầu tiên uniform có nghĩa là đồng phục, registration có nghĩa là điểm danh, packet lunch có nghĩa là bữa trưa được đóng hộp, canteen, canteen ở trường, team, đội, nhóm, chat online có nghĩa là tán gẫu trực tuyến. Đó là những từ vựng mà các em cần ghi nhớ và lưu ý trong bài đọc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến kỹ năng thứ hai, đó là speaking, nói. Activity 3. Read the text again and say what Michael's daily routine is. You first, then next, and after that to tell the class. Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy đọc lại đoạn văn và nói về một cái hoạt động hàng ngày của Michael là gì. Sử dụng những từ nối như first, then, next, and after that để nói với cả lớp. Và cô có một câu ví dụ như sau. Michael gets up at 7:30 a.m. First, he has his breakfast. Then, he walks to school. Michael thì thức dậy vào lúc 7:30 sáng. Đầu tiên là cậu ấy ăn sáng, sau đó là đi bộ đến trường. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại đoạn văn và kiểm tra xem những hành động tiếp theo của hành động đi bộ đến trường là cậu ấy sẽ làm gì. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời cho hoạt động này như sau. Thì đây là câu trả lời của cô cho hoạt động số 3. Michael gets up at 7:30 a.m. First, he has his breakfast. Then he walks to school. He has registration at 8:45 a.m. and lessons start at 9 a.m. After that, he has short break at 10:30 a.m. and have lunch break at 12:30 p.m. In the afternoon, there are lessons again from 1:15 p.m. to 3:40 p.m. Then school finishes and he has football practice at 4:30 p.m. He goes back home. Next, he takes a shower and does his homework. After that, he has dinner at 7:00 p.m. Then he checks online. He goes to bed at 9:30 p.m. Michael thức dậy vào lúc 7:30 sáng. Đầu tiên thì cậu ấy có bữa ăn sáng, sau đó cậu ấy đi bộ đến trường. Cậu ấy điểm danh vào lúc 8:45 sáng và bắt đầu bài học vào lúc 9:00 sáng. Sau đó thì cậu ấy có giờ nghỉ giải lao vào lúc 10:30 sáng và ăn trưa vào lúc 12:30 trưa. Vào buổi chiều thì bài học bắt đầu lại vào lúc 1:15 đến 3:40. Sau đó thì tan học và cậu ấy thực hành đá bóng vào lúc 4:30, cậu ấy đi bộ trở về nhà. Tiếp theo là cậu ấy sẽ tắm rửa và làm bài tập của cậu ấy. Sau đó thì cậu ấy có bữa tối vào lúc 7 giờ tối và sau đó cậu ấy tán gẫu trực tuyến và cậu ấy đi ngủ vào lúc 9:30 tối. Thì đó là toàn bộ những thói quen hàng ngày của bạn Michael. Cô đã hoàn thành xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần vocabulary, từ vựng, the time, thời gian. Activity 4. Listen and repeat then other answer.
Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy nghe và lặp lại, sau đó hỏi và trả lời. Thì bên dưới đây cô có 6 mốc thời gian và cô có một bài hội thoại nhỏ với bạn A và bạn B. Và bạn A có một câu hỏi đó là what time is it? Có nghĩa là mấy giờ rồi? Và bạn B sẽ trả lời is, nó là. Và trước khi chúng ta lắng nghe thì cô có một phần lưu ý như sau. Note, will you fully intonation in WS question? Example, what time is it? Lưu ý, chúng ta sẽ xuống giọng khi mà ở câu hỏi WS question. Cô ví dụ, mấy giờ rồi? Thì các em sẽ xuống giọng ở hai từ cuối. What time is it? Đó là cách đọc về ngữ điệu của câu WS question. Các em hãy lưu ý để chúng ta có thể nói một cách trôi chảy hơn. Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe. Sau đó là chúng ta sẽ cùng giải thích về 6 từ vựng trên. Exercise 4, page 39. 1. 5 o'clock. 2. A quarter past 5. 3. 20 past 5. 4. Half past 5. 5. 20 to 6. 6. A quarter to 6. Như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong, thì sau đây cô sẽ giải thích về 6 cách nói thời gian như sau. Đầu tiên, 1, 5 o'clock có nghĩa là 5 giờ đúng. Vậy thì khi mà nói giờ đúng thì các em sẽ chỉ cần nói giờ, sau đó cộng trừ o'clock. Các em hãy nhớ cho cô, 5 o'clock là 5 giờ đúng, hoặc 6 giờ đúng sẽ là 6 o'clock. 7 giờ đúng, 7 o'clock. 1 giờ đúng là 1 o'clock. Đó là lưu ý khi chúng ta nói về giờ đúng o'clock. Tiếp theo, 2. A quarter past 5 có nghĩa là 5 giờ 15. Thì các em thấy ở đây, khi mà nói về giờ hơn thì giờ chúng ta sẽ đưa ra cuối cùng. Và giờ hơn thì cô ví dụ ở đây là 5 phút, 10 phút và 15 phút. Thay vì cô nói là 15, thì ở đây cô sẽ sử dụng từ a quarter để nói về 15 hoặc phần tư. Các em nhớ nha, quarter có nghĩa là giờ trong tiếng Anh là 15 phút. Và sau đó là cô cộng với từ past và giờ. Vậy thì để nói về giờ hơn thì cô có phút cộng past và cộng giờ. Thì cô sẽ viết tắt ở đây, phút cộng past cộng giờ. Ở đây thì cô có giờ cộng o'clock. Thì cô ví dụ tiếp theo, ví dụ như 5 giờ 10 thì cô sẽ nói rằng 10 past 5, 5 giờ 10. Tiếp theo 5 giờ 20 thì cô sẽ nói là 20 past 5, có nghĩa là 5 giờ 20. Đó là khi chúng ta nói về giờ hơn. Thì giờ hơn sẽ nằm ở phía bên phải, khi mà kim phút nằm ở những từ phía bên phải của cái đồng hồ này. Các em hãy nhớ cho cô nha. Giờ hơn như là 5 giờ 5, 5 giờ 10, 5 giờ 15, 5 giờ 20 hay 5 giờ 25. Thì đó là khi chúng ta nói về giờ hơn. Tiếp theo 20 past 5. Ở đây cô cũng có câu đó là 5 giờ 20, cũng nói về giờ hơn tương tự như câu số 2. Thì khi nói về giờ hơn thì cô sẽ nói số phút cộng past và cộng giờ. Đó là khi nói về giờ hơn, cô có hai ví dụ đó là 2 and 3. Các em hãy cùng thực hành với bạn của mình để có thể nói. Tiếp theo, 4, half past 5 có nghĩa là 5 giờ 30. Vậy thì khi nói về giờ rưỡi thì chúng ta sẽ sử dụng từ half past cộng với giờ. Thì cô sẽ ghi ở đây. Khi nói về giờ rưỡi thì chúng ta có từ half past cộng giờ. Thay vì chúng ta nói là
5:30. Thay vì chúng ta nói là 5:30 là 5:30 thì chúng ta sẽ sử dụng từ 5:30 cộng giờ để nói về giờ rưỡi. Thì các em hãy nhớ cho cô, 5:30 là nói về giờ rưỡi. Tiếp theo 5:20 to 6. Thì ở đây cô có giờ đó là 6:20. 6:20 thì cô sẽ sử dụng như sau. Khi mà cô nói về 6:20 thì cô sẽ có phút, phút kém cộng to và cộng giờ. Thì các em thấy ở đây 20 là giờ kém, sau đó là tới to. Và giờ thì giờ ở đây cô sẽ cộng thêm một nấc nữa. Thay vì ở đây nó sẽ là 5:40 thì khi cô nói giờ kém thì cô sẽ nói là 6:20. Thì ở đây là số giờ. Tương tự như vậy thì cô có câu số 6, 6:15, có nghĩa là 6:15. 15 có nghĩa là 15. Giờ kém thì cô sử dụng to và giờ là 6. 6 giờ. 6:15. Tương tự như vậy thì cô có 6:10 sẽ là 10:06. 6:10. Hoặc 6:05 sẽ là 5:06, là 6:05. Đó là những cách nói về giờ kém. Như vậy thì chúng ta có 4 cách nói giờ. Đầu tiên đó là giờ đúng. Tiếp theo đó là giờ hơn. Tiếp theo là giờ rưỡi. Và tiếp theo đó là giờ kém. Đó là những cách nói của chúng ta để chỉ thời gian. Và bây giờ thì cô và các em sẽ áp dụng làm bài tập. Cô có từ để hỏi về thời gian đó là what time is it? Mấy giờ rồi? Và khi trả lời giờ thì chúng ta có chủ ngữ sẽ là it's, sau đó là cộng số giờ. Vậy thì ở đây, câu số 1, cô có giờ đó là 5 giờ đúng thì cô sẽ trả lời là it's 5:00. Vậy thì cô sẽ trả lời như sau. Cô sẽ ghi một câu hỏi và những câu trả lời. Thì các em có thể dựa theo đó để có thể thực hành với các bạn của mình. What time is it? What time is it? Mấy giờ rồi? Và tiếp theo bạn B sẽ trả lời. Câu đầu tiên sẽ là is 5:00. Nó là 5 giờ. Tiếp theo, bạn A sẽ hỏi tiếp tục là what time is it? Mấy giờ rồi? Và bức tranh số 2 đó là 5:15. 5:15. Vậy thì cô sẽ trả lời it's 5:15. 5:15. Tiếp tục bạn A sẽ hỏi what time is it? Và ở bức tranh số 3 thì bạn B sẽ trả lời đó là và ở bức tranh thứ 3 bạn sẽ nói rằng 5:20 thì bạn sẽ trả lời là it's 5:20. Tương tự như vậy, câu số 4, bạn A cũng sẽ hỏi rằng what time is it? Và bạn B trả lời rằng đó chính là 5:30, it's 5:30. Tiếp theo câu số 5 bạn A hỏi what time is it? Câu số 5 thì giờ của cô đây là 20 to 6. Bạn B sẽ trả lời it's 20 to 6.
Nó là 6 giờ kém 20. B is 20 to 6. Tiếp tục câu số 6, bạn A hỏi what time is it? Mấy giờ rồi? Và bạn B trả lời đó là is the quarter to 6. Nó là 6 giờ kém 15. Quarter to 6. Thì đó là 6 câu hỏi và câu trả lời về thời gian của cô trong hoạt động số 4. Các em có thể thực hành với các bạn của mình. Còn bây giờ thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là phần School Subjects, các môn học ở trường. Activity 5, listen and repeat what are your favorite school subjects. Hoạt động số 5, nghe và lặp lại. Môn học yêu thích ở trường của các em là gì? Thì bên dưới đây cô có 8 môn học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, sau đó là lặp lại và tìm hiểu nội dung của những môn học này. Exercise 5, page 39. 1. English. 2. Maths. 3. Science. 4. Art. 5. Physical Education, PE. 6. Geography. 7. History. 8. Music. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong tên của 8 môn học này. Thì cô sẽ giải thích lại tên của 8 môn học này như sau. English, tiếng Anh. Math, môn toán. Science, khoa học. Art, mỹ thuật. Physical education, hay viết tắt là PE, giáo dục thể chất hay là thể dục. Geography, địa lý. History, lịch sử. Music, âm nhạc. Đó là tên của 8 môn học. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em trả lời về môn học yêu thích của mình ở trường. Với câu hỏi này thì cô sẽ trả lời ra my favorite school subjects are hoặc is. Task 5, cô sẽ trả lời như sau. My favorite. School subject are English, math, art, and music. Môn học yêu thích ở trường của tôi đó là tiếng Anh, toán, mỹ thuật và âm nhạc. Đó là câu trả lời của cô trong hoạt động số 5. Các em có thể tham khảo và sau đó là đưa ra câu trả lời về các môn học yêu thích của mình cho hoạt động này. Và trước khi di chuyển đến nội dung tiếp theo thì cô có một hoạt động như sau. What are your favorite school activities? Hoạt động yêu thích ở trường của bạn là gì? Thì cô có những hành động sau. Play basketball. Chơi bóng rổ. Do computer-based activities. Tham gia các hoạt động có sử dụng máy tính. Play music. Chơi nhạc. Draw. Vẽ. Do crafts. Làm đồ thủ công. Sing song. Hát. Và vân vân. Tell your partner. Nói với các bạn của mình. Vậy thì tương tự như câu hỏi ở đây. Thì câu này cô sẽ trả lời là
My favorite school activities is hoặc my favorite school activities are. Vậy thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi cho hoạt động này như sau. My favorite school activities are playing music drawing and doing craft. Hoạt động yêu thích ở trường của tôi đó là chơi nhạc, vẽ và làm đồ thủ công. Đó là hai câu trả lời cô hướng dẫn các em trong hoạt động số 5 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hai kỹ năng còn lại đó là listening and writing. Nghe và viết. Activity 6. Listen to Tony talking about his school timetable for Monday and complete the gaps 1 to 4. Yêu cầu hoạt động số 6 là các em hãy nghe Tony nói về cái thời gian biểu của cậu ấy ở trên trường vào ngày thứ hai và hoàn thành chỗ trống từ 1 đến 4. Thì các em có thể thấy đây là thời gian biểu của bạn Tony. Thứ đó là Monday, thứ hai, room là phòng và ở đây là khung thời gian. Từ 8:30 đến 9:30 thì bạn sẽ học math, toán ở phòng số 10. 9:30 đến 10:30 thì chưa biết nhưng mà ở phòng 12. 10:30 đến 10:45 thì bạn nghỉ giải lao. 10:45 đến 11:45 thì bạn chưa biết là học môn gì và phòng số 8. Tiếp theo 11:45 đến 12:45 thì bạn sẽ học thể dục và không có phòng. Tiếp theo 12:45 đến 1:30 thì bạn ăn trưa. Từ 1:30 đến 2:30 thì chúng ta cùng nhau nghe và điền vào ở phòng số 7. 2:30 đến 3:30 thì chúng ta cần nghe môn học ở đây và nó học ở phòng số 5. Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe, sau đó là chúng ta sẽ hoàn thành hoạt động số 6 này. Exercise 6, page 39. Mondays are great. My first lesson is maths from 8:30 until 9:30. Then it's music. Break is at 10:30. At 10:45, it's English, and then it's PE. Lunch break is from 12:45 until 1:30. Then it's science until 2:30. From 2:30 until 3:30, it's art. It's my favorite school subject. Như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong thì cô cũng đã hoàn thành xong 4 đáp án. Đầu tiên bạn nói là music, âm nhạc. Tiếp theo là English, tiếng Anh. Tiếp theo là science, khoa học. Và tiếp theo là art, mỹ thuật. Vậy thì để có thể kiểm tra được 4 đáp án của chúng ta thì cô có một bài transcript về bài nghe như sau. Thì đây là bài transcript của cô. Bạn Tony nói rằng, ngày thứ hai thì rất là tuyệt. Môn học đầu tiên của tôi đó là môn toán từ 8:30 đến 9:30. Sau đó là âm nhạc. Giờ nghỉ giải lao vào lúc 10:30. Và vào lúc 10:45 thì môn tiếng Anh. Và sau đó là thể dục. Bữa trưa thì được bắt đầu vào lúc 12:45 đến 1:30. Sau đó là môn khoa học. Mãi cho đến 2:30. Và từ 2:30 cho đến 3:30 đó là môn mỹ thuật, đó là môn học yêu thích nhất ở trường của tôi. Vậy thì dựa theo thông tin này, các em có thể thấy từ 9:30 đến 10:30 đó là âm nhạc. Thì 9:30 đến 10:30 và tiếp theo 10:45 đến 11:45. Thì đây, từ 10:45 cho đến 11:45 sẽ là môn tiếng Anh. Và tiếp theo nữa đó là từ 1:30 thì bạn đã ăn xong bữa trưa là từ 1:30 cho đến 2:30, bạn nói kéo dài đến 2:30 là môn khoa học. Và cuối cùng
từ 2:30 đến 3:30. Thì đây, đó là môn mỹ thuật, môn học yêu thích của bạn. Đó là nội dung câu trả lời của cô đã hoàn thành xong. Bây giờ thì cô và Kem sẽ cùng nhau di chuyển đến hoạt động còn lại. Activity 7. Think, write your school timetable for Monday. Compare it to Tony's. Yêu cầu hoạt động số 7 là các em hãy nghĩ xem, viết về thời gian biểu ở trường của các em vào ngày thứ hai, sau đó là so sánh nó với bạn Tony. Cô ví dụ, Tony has math from 8:30 to 9:30. I have science from 8:20 to 9:20. Tony thì có môn toán từ 8:30 đến 9:30. Tôi thì có môn khoa học từ 8:20 đến 9:20. Đó là một phần ví dụ của cô. Vậy thì đầu tiên, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành thời gian biểu của mình vào ngày thứ hai. Thì cô có một bảng thời gian như sau. Đầu tiên, time, thời gian, Monday, thứ hai, classroom, phòng học. Thì cô ví dụ, từ 7:30 cho đến 8:45. Vào ngày thứ hai thì cô sẽ có môn tiếng Anh, English, và nó ở phòng 6A. Tiếp theo, từ 8:45 cho đến 9:30 thì cô sẽ có môn âm nhạc, music, nó cũng nằm ở phòng 6A. Tiếp theo đó là từ 9:30 cho đến 9:45, cô có giờ giải lao là break. Tiếp theo đó là từ 10:00 cho đến 11:30, cô sẽ có môn toán math cùng ở phòng 6A. Và tiếp theo, từ 11:45 đến 12:45, tan học, finish school. Thì đây là thời gian biểu của cô vào ngày thứ hai. Các em có thể quan sát thời gian biểu này và thời gian biểu của bạn Tony để so sánh. Chúng ta sẽ so sánh vào những khung thời gian. Đầu tiên thì các em có thể thấy rằng từ 8:30 cho đến 9:30 thì bạn có môn toán. Còn chúng ta thì từ 7:30 đến 8:45 thì chúng ta có môn tiếng Anh. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn các em một câu so sánh như sau. Tony has math from 8:30 to 9:30. I have English from 7:30 to 8:50. Thì đây là hướng dẫn của cô về một câu so sánh. Tony thì có môn toán từ lúc 8:30 đến 9:30. Tôi thì có môn tiếng Anh từ 7:30 đến 8:45. Đó là câu so sánh của cô trong hoạt động này. Các em có thể dựa theo bảng thời gian biểu, sau đó là đưa ra những câu so sánh về thời gian của mình và của bạn Tony. Thì đó là toàn bộ nội dung của 7 hoạt động. Sau đây thì cô sẽ tổng kết một vài từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này như sau. Vocabulary. Cô có từ vựng đầu tiên đó là từ uniform, có nghĩa là đồng phục. Từ số 2 cô có từ registration, nghĩa là sự đăng ký. Sự đăng ký hoặc điểm danh.
Từ số 3, cô có từ pack lunch, bữa ăn trưa được đóng gói sẵn. Now phrase. Bữa ăn trưa được đóng gói sẵn. Và từ thứ tư, cô có từ canteen, nghĩa là canteen ở trường. Từ số 5, cô có từ team, có nghĩa là đội hoặc nhóm. Từ số 6, cô có từ chat online. Verb phrase. Trò chuyện trực tuyến. Từ số 7, cô có từ what time is it, nghĩa là mấy giờ rồi. Và chúng ta có 4 cách nói giờ khác ở trong tiếng Anh thì chúng ta đã tự tìm hiểu rồi. Tiếp theo, cô có từ a water, có nghĩa là kém 15, có nghĩa là 15 phút. Từ số 9, cô có từ science, môn khoa học. Tiếp theo, từ số 10, cô có từ physical education hay là PE, giáo dục thể dục. Education, PE, thể dục. Số 11, cô có từ do crafts, nghĩa là làm đồ thủ công. Thì đây là 11 từ vựng mà Kem cần ghi nhớ. Ngoài ra thì cô còn có những môn học khác và những hoạt động khác, thì những từ đó khá là dễ nên là cô sẽ không nhắc lại. Như vậy là cô đã hoàn thành xong 7 bài tập trong Lesson 2A Reading Unit 2. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.